Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức trên kênh YouTube VNews. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu chờ đợi một bình minh mới với đối tác truyền thống là Mỹ. Trong khi đó thì đối thủ của Mỹ như là Iran không giống được sự vui mừng khi mà ông Trump mãn nhiệm. Châu Á, dưới thời tổng thống Biden, quan hệ Mỹ và châu Âu sẽ có những thay đổi như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden ngày 20 tháng 1, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng ca ngợi bình minh mới trong quan hệ với Mỹ, Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng sau 4 năm ông Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ, tình hình thế giới đã thay đổi. Chính phủ Trung Quốc không đưa ra bình luận nào về lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2020, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Biden thắng cử. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cũng chúc mừng ông Biden và cho biết Trung Quốc mong muốn thúc đẩy sự phát triển ổn định và vững chắc trong quan hệ hai nước cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu và tăng trưởng. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc mạnh dạn hơn trong việc nói lời tạm biệt với ông Donald Trump. Đi luôn nhé, ông Trump, Tân Hoa xã viết trên Twitter. tờ China Daily cho biết mối quan hệ song phương có thể sẽ ổn định hơn và mang tính xây dựng dưới thời ông Biden. Tờ báo này cũng nói ông Biden là người mềm dẻo hơn. Trước buổi lễ ngày 20 tháng 1, chính phủ Trung Quốc tuyên bố muốn hợp tác với chính quyền mới. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng công bố các biện pháp trừng phạt với cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và 27 quan chức khác của chính quyền ông Trump. Tại Nga, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cho biết, Moscow và Washington cải thiện quan hệ. Tình trạng hiện tại của mối quan hệ này là rất đáng lo ngại. Ông Gorbachev cho biết, nhưng điều này cũng có nghĩa là phải làm gì đó để bình thường hóa quan hệ, chúng ta không thể tự thu mình lại. Trong số những quốc gia đối đầu trực tiếp với Mỹ, Iran không bỏ lỡ cơ hội ăn mừng sự ra đi của ông Trump. Guardian đưa tin, nước này đã nhiều lần kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hôm nay là ngày cuối cùng trong triều đại đáng lo ngại của ông ta, tổng thống Iran Hassan Rouhani nói: "Chúng tôi mong đợi chính quyền Biden quay lại tuân thủ luật pháp và cam kết của mình." Tổng thống Iran nói Chính quyền của ông Biden cho biết họ muốn đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, mang tính bước ngoặt với Iran mà ông Trump đã rút khỏi vào năm 2018. Để làm điều đó, Mỹ yêu cầu Iran tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận này. Ngày 20 tháng 1, đại diện của chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan tại Mỹ, Xiao Bi-kim đã tham dự lễ nhậm chức tổng thống. Đây là nhà ngoại giao Đài Loan đầu tiên làm điều này từ năm 1978. Bà Xiao nói rất tự hào khi được tham dự buổi lễ. Tôi mong muốn được hợp tác với chính quyền mới trong việc thúc đẩy các giá trị và lợi ích chung của chúng ta, bà Xiao cho biết. Châu Âu cũng thể hiện sự vui mừng. Bình minh mới ở Mỹ là khoảnh khắc mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu. Một lần nữa, sau 4 năm dài, châu Âu lại có một người bạn trong Nhà Trắng. Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói với các thành viên của Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, bà von der Leyen nói châu Âu không nên nhẹ nhõm trong sự ảo tưởng, vì dù Trump chỉ còn là lịch sử, những người ủng hộ ông vẫn ở đó. Liên minh châu Âu EU đã mời ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp cấp cao nhất của NATO khi ông sẵn sàng. Charles Machen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, kêu gọi Mỹ ký kết một hiệp ước mới để thúc đẩy hợp tác đa phương chống COVID-19, giải quyết biến đổi khí hậu và viện trợ cho việc hồi phục kinh tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người có quan hệ thân thiết với ông Trump cho biết, ông mong được hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Biden. Trong cuộc chiến chống COVID-19, chống biến đổi khí hậu, lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy và bảo vệ nền dân chủ, các mục tiêu của hai nước đều giống nhau. Hai nước sẽ hợp tác để đạt được mục tiêu, ông Johnson phát biểu. Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier cho biết ông rất nhẹ nhõm với lễ nhậm chức của ông Biden. Ông Steinmeier cũng ca ngợi đây là một ngày tốt lành cho nền dân chủ. Ông Steinmeier nói việc chuyển giao quyền lực cho ông Biden mang đến hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể hợp tác chặt chẽ hơn. Ông cho biết Đức rất mong một lần nữa được biết rằng chúng tôi có Mỹ bên cạnh với vai trò là đối tác không thể thiếu. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết đất nước của ông đang trông chờ nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức với chính quyền này. Ông Conte cũng nói với Mỹ và Italy có nhiều điểm chung trong chương trình nghị sự, bao gồm hợp tác đa phương hiệu quả, biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang nền tảng kỹ thuật số, thân thiện môi trường và hòa nhập xã hội. Tại Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, chiến thắng của ông Biden đại diện cho chiến thắng của nền dân chủ trước phe cực hữu và ba phương pháp của chủ nghĩa này: lừa dối quy mô lớn, chia rẽ quốc gia và lạm dụng, đôi khi là dùng bạo lực lên các thể chế dân chủ. Thủ tướng Bồ Đào Nha, Antonio Costa, nước vừa nhận nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU cho biết đã sẵn sàng làm việc với ông Biden ngay từ ngày đầu tiên để tăng cường quan hệ EU-Mỹ. Ông Costa cũng muốn tái khẳng định vai trò của NATO và củng cố các nỗ lực đa phương đối với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này hy vọng có thể tăng cường mối quan hệ xuyên đại Tây Dương dưới thời tổng thống mới của Mỹ. Đồng thời, ông stone Stoltenberg nói thêm rằng thế giới phải đối mặt với những thách thức toàn cầu mà không ai trong chúng ta có thể giải quyết một mình. Bên cạnh châu Âu, khi lên nắm quyền lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Biden sẽ phải đối mặt với một Trung Quốc rất khác so với đất nước mà ông từng đối phó dưới thời Obama. Chỉ vọng Mỹ Trung dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 20 tháng 1 cho biết tân tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm đầu tiên với thủ tướng Canada Justin Trudeau. Sau đó là những đối tác và đồng minh khác của Mỹ nhằm xây dựng lại các mối quan hệ, đồng thời xử lý các thách thức và mối đe dọa mà chúng ta đang đối mặt. Dưới thời tổng thống Donald Trump, những mối đe dọa này bao gồm cả Trung Quốc, vậy nên giới quan sát đang đặt câu hỏi liệu khả năng về các cuộc đàm phán sớm giữa tổng thống Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả thi hay không và liệu chúng có thể giúp sửa chữa mối quan hệ đang rơi vào khủng hoảng gần như trên mọi mặt này hay không. Bắc Kinh đã kêu gọi hai nước nối lại liên lạc bình thường sau 4 năm chính quyền Trump áp dụng cách tiếp cận cứng rắn phá vỡ các chuẩn mực với Trung Quốc. Trong những tháng cuối nhiệm kỳ, ông liên tục gây sức ép với Trung Quốc trước hàng loạt vấn đề như Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và Biển Đông. Cơ hội để tổng thống Biden và chủ tịch Tập gặp nhau trong năm nay có thể xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy vào tháng 10. Lần gần đây nhất hai người cùng ngồi xuống thảo luận là vào tháng 9 năm 2015 khi ông Tập thăm Washington dưới chính quyền Barack Obama. Vừa bắt đầu nhiệm kỳ không lâu, tổng thống Biden đã nhớ lại một cuộc trò chuyện với chủ tịch Tập trong chuyến công du Trung Quốc hồi năm 2011, khi đó ông đã nói với chủ tịch Trung Quốc rằng Mỹ luôn quan tâm tới các khả năng Biden không kết nối câu chuyện này với những căng thẳng hiện nay, nhưng Bắc Kinh vẫn luôn theo dõi mọi dấu hiệu về con đường tương lai của mối quan hệ song phương, chuyên gia nhận định. Không lâu trước lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng câu trả lời của Chủ tịch Tập cho một lá thư từ cựu Chủ tịch Starbucks Howard Schultz. Qua thư, ông kêu gọi chuỗi cà phê này đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại, thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với chính quyền Mỹ mới. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang rơi xuống mức thấp nhất từ trước tới nay trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt chống lại trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt. Còn tại Washington, quan điểm chống Trung Quốc ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Giới phân tích nhận định, ông Tập sẽ là người hàng hái nối lại đàm phán hơn nhằm chống lại đà chia rẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi Tổng thống Mỹ Biden trước mắt sẽ tập trung hơn vào các ưu tiên trong nước như ứng phó với đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng kinh tế và căng thẳng sắc tộc. Quan điểm của Mỹ về Trung Quốc cũng đã bị mài nhọn ngay từ khi Biden còn là phó tổng thống và Mỹ ít khả năng muốn quay trở lại cách tiếp cận hòa hoãn, nhân nhượng bởi thực tế cho thấy nó không thể giúp thay đổi Bắc Kinh. Zhao Minghao, nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa cho rằng ảnh hưởng của mối quan hệ cá nhân giữa chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Mỹ đã suy yếu và mọi cuộc thảo luận đều có cơ hội diễn ra trong môi trường đa phương nhưng không thực sự rõ ràng. Vai trò của ngoại giao nguyên thủ quốc gia đối với quan hệ Mỹ Trung đã liên tục suy giảm trong 10 năm qua. Giang nói, chủ tịch Tập và tổng thống Biden không còn lạ gì nhau, nhưng sự quen thuộc vừa có thể là tài sản quý giá, nhưng cũng có thể là gánh nặng. Đặc biệt khi Biden bị công kích ngay trên sân nhà vì tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc quan hệ Mỹ Trung đang xấu đi và rất khó để hai nguyên thủ gặp nhau song phương. Cơ hội để cả hai tổ chức các cuộc gặp song phương sẽ lớn hơn nếu diễn ra trong khuôn khổ đa phương, ví dụ G20 hay bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào về chống COVID-19 ở tương lai. Và họ ít có khả năng gặp nhau trong tương lai gần, Zhao dự đoán. John Lee, chuyên gia cấp cao tại Viện Hudson nhận định, chủ tịch tập muốn nói chuyện với tổng thống Biden càng sớm càng tốt để thúc đẩy mối quan hệ thoát khỏi căng thẳng. Và ngay cả khi không có các cuộc điện đàm sớm, hai người vẫn có thể trao đổi nếu họ gặp nhau tại các sự kiện G20. Ông Tập sẽ nhanh chóng nhận ra rằng ông Biden sẽ không quay trở lại với những cách tiếp cận dưới thời Obama khi đương đầu với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Lee đánh giá. Cách tiếp cận của Biden sẽ ít mang tính đối nghịch công khai hơn so với Trump, nhưng sẽ tiếp tục gây áp lực trước các vấn đề tương tự chính quyền tiền nhiệm. Dưới thời tổng thống Trump, Trung Quốc và Mỹ căng thẳng trên hầu như mọi mặt trận, từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền hay hệ tư tưởng. Theo Denny Roy, nhà nghiên cứu tại trung tâm Đông Tây ở Hawaii, Chủ tịch Tập sẽ muốn đối thoại với Tổng thống Biden về các vấn đề như biến đổi khí hậu và tìm cách đưa quan hệ kinh tế trở lại thời điểm trước chính quyền Trump. Tuy nhiên, Biden sẽ muốn tập trung vào những vấn đề gây tranh cãi hơn, như nhân quyền hay các cáo buộc về việc Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ hợp tác sẽ trở nên khó khăn hơn bởi giờ đây trong mắt người mỹ trung quốc đã phản bội lại niềm tin rằng họ sẽ chấp nhận tự do hóa và các chuẩn mực quốc tế về phía trung quốc giới tinh hoa chính trị nước này lại nghĩ rằng mỹ không khoan nhượng vì lo ngại sức mạnh của bắc kinh hơn là hành vi roy cho hay bối cảnh đã thay đổi hoàn toàn kể từ thời obama roy nói vì coi nhau là những mối đe dọa an ninh nên hai nước sẽ nghĩ nhiều về lợi ích tương đối hơn là lợi ích tuyệt đối Đặc biệt, Mỹ nhiều khả năng sẽ từ chối những mối quan hệ hợp tác, dù ở đó họ có lợi nhằm ngăn Trung Quốc đạt được lợi ích. Theo Wei Zhongzhu, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, thuộc Đại học Phục Đán, sau 4 năm quan hệ sói mòn, điều cần thiết lúc này là hạ thấp giọng điệu chỉ trích từ cả hai phía thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mọi kỳ đóng góp phản hồi quý vị hãy để lại phần phía dưới comment nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo về video phát hành mới nhất xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo